Siberi, Baikan, Tuiva, Altai, sức mạnh và vẻ đẹp của những dòng sông ở Siberi, băng giá, mùi hương của thảo dược. Đó là tất cả những gì đang mang lại sức mạnh tuyệt vời cho người dân Siberi. Siberi, thương hiệu đã được cả thế giới biết đến. Tập đoàn Sức khỏe Siberi được thành lập tại Siberi, ngày nay đã được thừa nhận rộng rãi không chỉ ở Liên bang Nga mà trên thế giới, là một trong số những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngay từ khi thành lập, tập đoàn đã đặt niềm tin và hy vọng vào những phát minh, sáng chế của các nhà khoa học Nga và nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của vùng Siberi và khu vực Viễn Đông Liên bang Nga. Các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Sáng tạo của tập đoàn đã sáng chế ra những dòng sản phẩm và các công thức. Các chương trình sử dụng sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Các cơ sở sản xuất của tập đoàn và của các đối tác cho phép hiện thực hóa tất cả những ý tưởng táo bạo nhất, giám định, kiểm soát bản quyền, tiếp thị và hỗ trợ. Những trung tâm chăm sóc khách hàng hiện đại đặt tại châu Âu, châu Á và ở Mỹ. Ngày nay, mỗi người bất kỳ với mong muốn có một cuộc sống tươi sáng, trọn vẹn và khát vọng thay đổi thế giới xung quanh mình đều có thể tham gia vào tập đoàn Sức khỏe Siberi huyền thoại. Bạn trở thành người luôn được chào đón và hữu ích cho cuộc sống, và bạn sẽ nhận thấy những nỗ lực và cuộc sống của mình đang mang lại giá trị cho thế giới. Với 18 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng vì sao chúng tôi thực sự là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Có 10 lý do để khẳng định điều này. Chúng tôi gọi những lý do này là 10 ưu thế của sản phẩm tập đoàn Sức khỏe Siberi. Theo thống kê về tuổi thọ của các công ty, tôi tiên đoán tập đoàn Sức khỏe Siberi sẽ ở trong số các công ty có tuổi thọ hàng trăm năm. Ngài Yuri Gichev sẽ chia sẻ với chúng ta về những ưu thế của sản phẩm tập đoàn Sức khỏe Siberi. Ông là tiến sĩ y học, viện sĩ Viện Hàn Lâm Sinh Thái Học Liên bang Nga. Ông có gần 40 năm nghiên cứu về tác dụng phục hồi sức khỏe của các hoạt chất sinh học tự nhiên. Ông đã và đang giảng dạy, thuyết trình khoa học khắp nơi trên thế giới. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 400 đầu sách và công trình khoa học về những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực sinh thái và thích nghi của con người. Viện sĩ Yuri Gichev là nhà sáng chế của hơn 40 công thức, các tổ hợp sản phẩm có sử dụng các hoạt chất sinh học giúp phục hồi sức khỏe. Ưu thế đầu tiên và quan trọng của tập đoàn mà tôi muốn đề cập đến, đó là việc sở hữu những nguyên lý khoa học làm nền tảng cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối sản phẩm. Điều này rất quan trọng bởi vì các nguyên lý cơ bản được phát triển bởi chính những nhà khoa học của tập đoàn. Đó là những nguyên lý khoa học bản quyền. Như vậy, toàn bộ hoạt động khoa học của tập đoàn dựa trên cơ sở 4 nguyên lý khoa học bản quyền: nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng, nguyên lý khoa học về sự thích nghi, nguyên lý khoa học về việc bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể, nguyên lý khoa học về nhịp sinh học. Nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng, đó là khoa học về tác dụng của các vi hạt có trong thực phẩm, các loài thảo mộc trong các sản phẩm từ động vật. Các vi hạt này hiện diện ở mức độ vi lượng, nhưng chúng có tác dụng vô cùng to lớn đối với cơ thể của chúng ta. Các hoạt chất sinh học này là những hợp chất tự nhiên có liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng học và đồng thời chúng cũng có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Nguyên lý khoa học này hoàn toàn là nghiên cứu của chúng ta. Nguyên lý khoa học thứ hai là nguyên lý về sự thích nghi. Theo tài liệu nghiên cứu của Phân viện Siberi thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga đã được tiến hành trong hơn 30 năm dưới sự lãnh đạo của viện sĩ Yuri Gichev, thì có tới 60% dân số thế giới đang ở trạng thái trung gian giữa khỏe mạnh và bệnh tật. Nói một cách đơn giản hơn thì con người đã không còn hoàn toàn khỏe mạnh và người ta đang cảm nhận được điều đó. Về mặt hình thức, họ vẫn cho rằng mình không bị bệnh. Nhưng một khi con người ta đã không còn ở trạng thái khỏe mạnh và đã ở trong tình trạng ủ bệnh,
thì vào thời điểm đó, cần phải làm điều gì đó để tự bảo vệ mình. Có thể là chặn quá trình ủ bệnh lại. Có thể là phục hồi cơ thể trở lại trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Đó chính là vùng trung gian, nơi mà việc sử dụng các sản phẩm của chúng ta là điều bắt buộc, hoàn toàn cần thiết. Và một điều quan trọng là việc sử dụng sản phẩm này mang lại hiệu quả. Nguyên lý thứ ba là một nguyên lý quan trọng. Rất nhiều sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Siberi được phát triển dựa trên nguyên lý này. Đó là nguyên lý về bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể. Viện sĩ Yuri Petrovich Gichev chính là người đưa ra nguyên lý khoa học này. Nguyên lý bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể là một nguyên lý nền tảng. Trước khi muốn có được hiệu quả tác dụng từ các liệu pháp phục hồi sức khỏe khác nhau, hiệu quả từ phong cách sống lành mạnh, thì cần phải làm sạch môi trường bên trong cơ thể khỏi sự ô nhiễm tích tụ trong nhiều năm. Có đến 60% dân số phải sống trong những điều kiện bất lợi về mặt sinh thái. Không khí bẩn, nước hoặc đất đai bị ô nhiễm, các loại thực phẩm kém chất lượng có chứa hóa chất độc hại. Những yếu tố đó gây nên sự ô nhiễm môi trường bên trong cơ thể chúng ta, đó là điều không thể tránh khỏi. Cùng với thời gian, các chất cặn bã tích tụ ngày càng nhiều, chúng làm biến đổi, gây rối loạn các quá trình sinh học và sinh hóa trong cơ thể. Và đến một mức độ nhất định, chúng trở thành tác nhân gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Và ở đây, chúng tôi giới thiệu rất nhiều dòng sản phẩm. Nếu như đi sâu vào chi tiết cụ thể cơ chế tác dụng của các sản phẩm, thì hầu như tất cả chúng, bằng cách này hay cách khác, đều có tác dụng thanh lọc các cơ quan, bộ phận chính và tế bào cơ thể khỏi các chất bẩn. Nhiều loại sản phẩm có hoạt tính sinh học sẽ mang lại hiệu quả tác dụng cao nếu như trước khi sử dụng những sản phẩm này, chúng ta tiến hành thanh lọc môi trường bên trong cơ thể. Và cuối cùng là nguyên lý khoa học về nhịp sinh học. Nguyên lý này đã được đưa ra từ hơn 80 năm trước. Hầu như ai cũng biết về khái niệm này. Cơ sở của nguyên lý này là những quy luật của nhịp sinh học. Đó là sự hiểu biết vào thời điểm nào thì cơ thể người hấp thụ chất này hoặc chất kia với hiệu quả cao nhất. Ở đây, những sản phẩm đầu tiên đã được tạo nên. Đó là Syncrovitan. Lưu ý rằng, sản phẩm có công thức dành cho buổi sáng và công thức dành cho buổi tối. Sản phẩm nhịp sinh học khỏe mạnh cũng có hai công thức như vậy. Ở đây, các nhà khoa học đã xác định hoạt chất sinh học nào cần thiết hơn cho cơ thể người vào buổi sáng thì được đưa vào công thức buổi sáng. Còn những hoạt chất sinh học nào cần thiết hơn cho cơ thể người vào buổi tối thì được đưa vào công thức buổi tối. Tập đoàn Sức khỏe Siberi là nhà sản xuất đầu tiên phát triển sản phẩm theo nguyên lý này, và chỉ riêng yếu tố này đã mang lại vô số những ưu thế vượt trội. Ưu thế quan trọng thứ hai đó là trung tâm khoa học sáng tạo của Tập đoàn Sức khỏe Siberi, nơi liên kết trí tuệ tiên tiến của các nhà khoa học trong lĩnh vực vi chất dinh dưỡng và phát triển thực phẩm chức năng. Đó là sự tập hợp kinh nghiệm nhiều năm của các nhà khoa học. Bởi vì rất nhiều người trong số họ là những chủ sở hữu các phát minh, bằng sáng chế, các công thức bản quyền đặc biệt, và các nhà khoa học đã chuyển giao tất cả cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công thức này trên thực tế, trực tiếp từ các tác giả, và dưới sự giám sát của chính chủ sở hữu sáng chế. Điều này trong luật bản quyền hiện đại gọi là giám sát tác quyền. Đó là một lợi thế to lớn. Ngoài ra, Trung tâm Khoa học Sáng tạo còn là một thư viện kiến thức. Dữ liệu mới được thường xuyên cập nhật và đăng tải bằng các ngôn ngữ khác nhau. Điều gì mới đã được khám phá trong công nghệ? Những hoạt chất sinh học mới nào đã được chiết tách ra từ thảo mộc và từ các sản phẩm khác? Hiệu quả tác dụng lâm sàng như thế nào? Các kết quả của nhiều năm thử nghiệm ra sao để cho ra đời các sản phẩm mới, những phương pháp mới, công nghệ mới?
nhà máy sản xuất và trung tâm hậu cần riêng của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Điều này tạo điều kiện cho chúng tôi luôn nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại và thậm chí là vượt lên trước một bước. Việc sở hữu nhà máy sản xuất của riêng mình đó là điều kiện để đổi mới công nghệ thường xuyên. Hơn nữa, đây là nhà máy hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, cho phép chúng tôi đáp ứng một cách linh hoạt tất cả những nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. Việc điều chỉnh dây chuyền sản xuất cho phù hợp với các chất mới có trong thành phần công thức mới và công thức mới phải được cải tiến tốt hơn so với công thức cũ. Tất cả những công việc này chỉ có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả tại nhà máy của mình. Đó là sự đảm bảo tính mới lạ vượt trội của các sản phẩm được chúng tôi tạo nên.